Tôi người đang quy quy thì giống ngài hết. Cảm ơn Chúa. Buổi chiều nay chúng con ra mắt Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì có những linh hồn hai bé nhỏ. Chúng con Chúa, Chúa rất là yêu thương. Chúa chết cho các em và Chúa cho các em được sống ở sống nguyện viện nơi ngài. Buổi chiều nay chúng con muốn xác tín niềm tin của hai em trước mặt hội thánh như đời Chúa. Phán với chúng con là chúng con tuyên xưng đức tin chúng con ra trước mặt thiên ngài, thì ngài cũng tuyên chúng con ra trước mặt thế gian này. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con yêu mến ngài và xin Chúa chúc phước cho các em để làm sáng đời sống của các em, để làm vinh hiển cho Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Hai con cầu nguyện theo mục sư nha. Thì mục sư cầu nguyện chậm và các con cứ cầu nguyện theo. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì được biết Chúa, vì được Chúa yêu, Chúa dẫn đường để chúng con biết ngài. Buổi chiều nay trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh, trước mặt các thiên sứ, chúng con tuyên bố đức tin và chúng con xin tội chúng con đã được tha trên thập tự giá bởi quyền năng của Đấng Christ. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngài yêu chúng con. Giờ này xin Chúa trọn vẹn đầy ngập trong lòng chúng con, đem chúng con ở trong bàn tay của ngài, trong sự vinh hiển Chúa, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nguyện cuộc đời chúng con được Chúa yêu thương, được Chúa dẫn dắt, và chúng con sống để làm sáng danh ngài. Nhân danh Chúa Jesus Christ, tôi từ bỏ và chống cự những quyền lực của thế gian, của bóng tối áp chế trên cuộc đời chúng tôi, để chúng tôi bước đi theo sự vinh hiển của Đấng Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Một sự cầu nguyện cho các con. Bởi danh Đức Chúa Jesus Christ là đang ở cùng chúng con tuyên bố và xin đức tin niềm tin của em Quân và em Quy trước mặt Chúa như này. Bởi danh Chúa Jesus Christ, xin ngài yêu thương, xin ngài bảo trợ, xin ngài dẫn dắt, xin ngài làm tràn đầy tình yêu của Chúa trên các em, cũng như gìn giữ đời sống gia đình này cho anh chị Dương, anh chị Khánh. Lời bảo danh Đức Chúa Jesus Christ được ơn chúc một Chúa để gây dựng các em, và chúng con cảm tạ Chúa vì có các cô giáo và có những người dẫn dắt các em trong hội thánh này. Xin Chúa ban ơn càng nhiều để càng ngày chúng con càng thấy sự vinh hiển của Chúa và làm sáng với ngài. Xin đời sống gia đình này là một đời sống vinh hiển để mà người ta nhìn vào và thấy rằng có Đấng Christ ở giữa và có sự tẩy trị của ngài. Xin ngài gìn giữ gia đình này, yêu thương chăm sóc và bảo tồn họ, nhất là nuôi đời sống của họ từ thuộc linh lẫn thuộc thể để họ làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.